Vi Vũ xin được mến chào các quý thính giả của kênh HT Chuyện Ngôn Tình trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày. Và trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay sẽ là tập tiếp theo của bộ truyện Cô Dâu Chán Nản Gặp Tình Yêu Đích Thực. Trước khi vào đọc truyện thì mọi người nhớ dành ra ít phút để like, chia sẻ, đăng ký kênh và bình luận. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Tập 5 Anh không đồng ý. Ừ thì coi như bây giờ em chưa chấp nhận nhưng cũng không thể đi được. Khanh khanh, em không thích, thì sau này anh không nhắc lại nữa là được chứ gì. Chúng ta vẫn là anh em, nhưng mà em không thể đi được. Thẩm họ trự nắm chặt bả vai thẩm khanh khanh, anh ta biết là sẽ như thế này mà. Từ trước đến giờ anh ta vẫn luôn sợ kích động đến khanh khanh, nhưng cuối cùng sự việc vẫn thành ra thế này. Anh, em nói rồi, em đến Mỹ, em sẽ làm được việc mà em muốn làm. Hơn nữa em lớn rồi Không còn là trẻ con nữa Em muốn chuyển ra ngoài ở Anh khai nhìn thầm hạo chữ Nói chắc như đinh đóng cột Cô biết hôm nay anh mình nói vậy Chỉ vì muốn mình ở lại Chỉ cần khiết không xuất hiện Thì anh vẫn sẽ nhắc đi nhắc lại Cô không muốn tình anh em xấu đi Nhưng mà chuyện tình cảm Không thể chỉ dựa vào một bên được Phải Nhưng tình hình bây giờ khác rồi Em đang có mang Làm sao tự chăm sóc bản thân được anh không thể cho em chuyển đi thẩm hạo chữ thấy khanh khanh quyết tâm như thế liền kéo tay cô đợi bằng được cô nói ra câu không chuyển đi nữa mấy thôi anh em hơi mệt về phòng nghỉ ngơi lát đã khanh khanh hất tay ra trả lời một cách né tránh khanh khanh nghe anh nói hết em có thể chấp nhận được mấy tên như nhậm chí hạo vương kiến tài thậm chí một đứa không biết mặt vậy tại sao em lại không chấp nhận anh Tầm họ chữ kéo khanh khanh Em muốn cô phải đối mặt với anh mà trả lời. Anh, anh là anh trai em, từ nhỏ đã vậy, quá khứ hiện tại hay tương lai đều như vậy. Chúng ta cứ như xưa không tốt sao? Bố, mẹ, anh và cả em nữa, chúng ta vẫn là người một nhà. Khanh Khanh vùng tay, có những chuyện mãi mãi không thể thay đổi được. Dù cho huyết thống họ không phải là anh em, nhưng tình cảm hơn 20 năm qua thì không thể thay đổi. Không hề. Hai chúng ta không cùng dòng máu Khanh Khanh em biết không Mười mấy năm nay Mọi việc anh làm đều vì em Em có biết lúc em gọi điện cho anh kể rằng Em đang hẹn hò Anh buồn biết nhường nào Nhưng anh chẳng thể ngăn cản Vì vậy anh đã điều tra nhậm chí hạo Tìm được bạn gái cũ của hắn ta Ngăn cản đám cưới của hai người Rồi em lại hẹn hò với Vương Kiến Tài Anh biết mẹ có ý muốn gả em đi Thẩm họ trự nhìn khanh khanh, kể rằng vì muốn ngăn cản cô cưới người khác mà phí bao nhiêu mưu kế tâm sức. Đến cả Hà Anh cũng vậy, nhưng anh ta không ngờ rằng Hà Anh với người phụ nữ đó lại phim giả tình thật. Anh, sao anh có thể làm như vậy chứ? Anh thật độc ác, hết lần này tới lần khác. Anh có biết người ta nhìn vào em như thế nào không? Anh có biết em buồn thế nào không? Khanh khai nhìn thẳm họ trượng mà không tin vào tai mình. Trước này cô vẫn nghĩ là do số mình đen, nên mới năm lần bề lượt gặp phải mấy tên đàn ông vô trách nhiệm đó hóa ra hóa ra lại chính là anh trai cô đứng sau tất cả anh xin lỗi hãy cho anh một cơ hội anh sẽ bù đắp cho em mà anh khanh hãy tin anh mọi chuyện anh làm đều vì em thẩm họ chữ phó mặc tất cả mà ôm khanh khanh đang khóc thút thiết vào lòng nhẹ nhàng xin lỗi và vỗ về cô không tất cả là tại anh anh hại tôi, không kết hôn được, hại tôi bị người đời chế nhạo, hại tôi mất gia đình, mất bố mẹ, mất anh trai. Tôi hận anh." Khanh Khanh khóc lớn, muốn vùng ra khỏi vòng tay Thẩm Hạo Trự, nhưng vì sợ cô chạy mất nên anh ta ôm càng chặt hơn. Cô không cách nào thoát ra được. "Không được, em không thể hận anh, Khanh Khanh, anh là mọi thứ vì em, anh yêu em." Thẩm Hạo Trự bị cô nói của Khanh Khanh kích thích, liền cúi đầu xuống định cưỡng hôn cô. Khanh Khanh né đi Nhưng thẩm họ chữ Vì câu hận của cô mà mất đi lý trí Thô bạo tách môi cô ra Khanh Khanh trợn mắt kinh ngạc nhìn thẩm họ chữ Cảm giác kinh tẩm lợm Liền cắn một phát thật mạnh Thẩm họ chữ đau đớn buông ra Khanh Khanh vẫn nộ buông tay Bốp một tiếng Khanh Khanh xông vào phòng Nhìn cô nước mắt ngắn dài bước vào phòng Thẩm họ chữ đau khổ ngồi thụp xuống sofa Tất cả đã bị hủy hoại trong tay anh ta rồi Khanh khanh đi Mỹ Vốn dĩ đã nằm trong phán đoán của anh ta Cứ từng bước mà phát triển Cũng đều tại anh ta quá vội vàng Ngồi ngoài hành lang một lúc lâu Thẩm họ chữ quyết định xin lỗi Khanh khanh Nếu cô không thích Thì bọn họ lại tiếp tục làm anh em Anh ta sẽ đợi Đợi đến khi nào được Khanh khanh tiếp nhận Chỉ cần cô không chuyển đi Chỉ cần cô cho anh một cơ hội chăm sóc mẹ con cô Anh ta sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa Vẫn là anh em như trước Khanh Khanh, xin lỗi, anh sai rồi. Nếu em vẫn muốn anh làm anh của em, thì chúng ta vẫn sẽ như vậy. Em đừng chuyển đi. Anh hứa với em, sẽ không có chuyện như tối nay xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh xin lỗi. Khanh Khanh lúc này đang trong phòng thu dọn hành lý. Sau khi đẩy thẩm họ chữ ra, rồi trở về phòng, cô khóc một trận, không ngừng xúc miệng. Vốn dĩ định đi đánh răng, nhưng thẩm họ chữ bên ngoài, cô sợ lại đụng mặt anh ta khóc chán rồi cô đi dọn đồ đạc. Thẩm Mạo Trự chờ ngoài cửa phòng cả đêm, nhưng Khanh Khanh không hề xuất hiện. Sáng sớm, anh ta đi làm bữa sáng rồi gõ cửa phòng, Khanh Khanh vẫn không chịu mở. Thẩm Mạo Trự hối hận vô cùng, anh ta cũng hiểu Khanh Khanh không muốn nhìn mình nữa. Nếu mình không đi, có lẽ cô sẽ không bước ra ngoài. Thế là anh ta tìm một cái cớ rời đi, chẳng ngờ lúc quay lại thì Khanh Khanh đã đi rồi. Thẩm họ chữ thử nhắn tin giải thích Xin lỗi Khanh Khanh Nhưng cô không hồi âm lấy một lần Anh ta cứ tới trường tìm cô Nhưng cô cũng không chịu gặp Anh ta chán nản Biết rằng lần này Khanh Khanh đã hạ quyết tâm Anh ta cũng hiểu rằng Có cưỡng cầu cũng vô dụng Nhưng Khanh Khanh có bầu 4 tháng rồi Bụng càng ngày càng to ra Anh ta không thể không lo Anh ta định là đợi hoặc 1-2 tháng nữa Cho Khanh Khanh nguôi giận Rồi lại tới xin lỗi và đón Khanh Khanh về nhà anh ngờ rằng vài tháng sau anh ta nhận được thư của khanh khanh từ ý thì ra hôm đó sau khi ra khỏi nhà khanh khanh quyết định không đi mỹ nữa mà bắt đầu lại từ đầu viết bức thư này là để anh ta khỏi lo lắng đối với cô anh trai vẫn luôn là anh trai mọi chuyện tối đó cô đều xem như ác mộng anh tha thứ cho em vì đi mà không nói một lời bất kể là trước kia anh đã làm những gì những chuyện không vui đã qua, em đều sẽ quên hết, bởi vì anh là anh của em, mãi mãi là như vậy. Anh từng nói, em có thể lựa chọn cuộc sống mà em mong muốn, làm những việc em muốn làm, vì vậy em đã tới ý, em muốn bắt đầu lại một cuộc sống ở đây theo đuổi ước mơ của mình. Anh đừng lo lắng cho em, em đã trưởng thành rồi, có thể chăm sóc được bản thân. Mọi thứ ở đây đều rất tốt, anh đừng lo. Còn nữa, em cũng muốn nói một lời xin lỗi tối đó em không nên đánh anh trong lòng em anh mãi mãi là anh trai mong anh bảo trọng mãi mãi là em gái anh thẩm khanh khanh dù thư không dài nhưng vẫn khiến gương mặt thẩm hạo trự đẫm lệ anh ta biết rằng mình và khanh khanh sẽ mãi mãi là anh em cô trông vẻ bề ngoài thì vừa yếu đuối mong manh vừa ôn hoàn thuần hậu thế nhưng lại rất cố chấp chỉ cần không đụng vào ranh giới của mình Cô có thể không để tâm Nhưng mà khi đã chạm tới giới hạn Thì không thể vãn hồi được nữa Thẩm họ trự không viết thư hồi âm Mà chỉ gửi một tấm bưu thiếp Thực ra những gì anh ta muốn nói với Khanh Khanh Chỉ có hai từ em gái Dù không can tâm Nhưng anh ta hiểu rõ Bọn họ cả đời này chỉ có thể là anh em Nếu anh ta còn không từ bỏ Anh ta sẽ mất Khanh Khanh chỉ e đến anh em còn không được Thẩm hạo trự không biết Khanh Khanh đã hạ bao nhiêu quyết tâm Mới rời nước Mỹ Anh ta không biết trái tim Khanh Khanh có bao nhiêu tổn thương Trải qua 20 năm cuộc sống gia đình Rồi đột nhiên tất cả không còn nữa Phải bắt đầu lại từ đầu Không chỉ có vậy Trong bụng cô còn mang một sinh linh Khoản tiết kiệm của cô Sau khi tới Ý gần như không còn lại gì Bụng càng ngày càng lớn Khanh Khanh bỏ học Định qua 2 năm nữa con lớn một chút sẽ đi học lại Thế nhưng còn bao nhiêu vấn đề sinh hoạt Chuẩn bị lâm bồn Rồi tiền bỉm sữa, tiền nhân công Nếu cô đã không phải con cháu nhà họ thẩm Thì không có lý do gì để lấy tiền nhà họ thẩm cả Hơn nữa cô cũng đã kết hôn Cả không thể lấy tiền nhà mẹ Vì vậy cô phải tự lực cánh sinh Sau khi đến Ý Cô chọn vào làm giáo viên tiếng Hoa Của một trường ngoại ngữ Cũng may hồi học đại học Cũng học qua tiếng Ý nên cũng khá thoải mái, thu nhập cũng không tệ. Năm năm sau, tại sân bay nội địa, có một người đẹp cực kỳ bắt mắt bước ra. Đó là Thẩm Khanh Khanh, ở Ý đã 5 năm. Hai năm gần đây, bận chăm sóc con trai. Mãi đến khi con đi học rồi, cô mới về nước. Lúc còn ở Ý, cô đã nghĩ kỹ rồi, dẹp bỏ quá khứ sang một bên, làm lại từ đầu. Năm năm trước, Thẩm Khanh Khanh ôm bụng bầu đến nước Ý. Không quen biết một ai, một mình mạnh mẽ kiên cường chống đỡ, còn sinh ra một cặp song sinh đáng yêu là Tiểu Di và Tiểu Khiết. Hai đứa nhóc con đã 4 tuổi rưỡi rồi. Cô muốn vào ngày sinh nhật 5 tuổi của các con tặng cho chúng một món quà đặc biệt đó là bố. Lần này cô về nước là vì cái tên đã mất tích 5 năm qua, Lăng Duy Khiết. Lần này cô không về thẳng nhà mà đến Ma Đông, bởi năm đó tin tức duy nhất của Lăng Duy Khiết chính là địa chỉ ghi trên chứng minh thư là tại Ma Đông này. Vừa hay, lúc lên mạng thấy một doanh nghiệp nội địa nổi tiếng, tập đoàn Lăng Vân, đang tổ chức một cuộc thi thiết kế. Cô liền đăng ký trực tuyến, vượt qua vòng loại và vòng sơ tuyển. Lần này cô đến đây để thi vòng chung kết. Năm năm rồi, anh trai cô cũng đã từ Mỹ trở về tiếp quản công ty bố. Năm năm nay, Khanh Khanh đã quên chuyện đêm Giáng sinh đó rồi. Nói chính xác đã khóa chặt trong ngăn ký ức. Lúc rời khỏi nước Mỹ, Cô thực rất do dự Nhưng anh trai chính là anh trai cô Cô thậm chí còn nhớ lần đầu tiên Đến tháng chính anh đã giúp cô đi mua băng vệ sinh Trong tim cô Anh trai chính là anh trai Là người anh mãi mãi có thể nương tựa Cô không muốn thay đổi mối quan hệ này Anh Khanh dự định Đợi công việc ổn định Rồi mới về nhà cho bố mẹ một bất ngờ Taxi dừng bước Tại cổng tập đoàn Lăng Vân vì lý do thời gian, cô không kịp gửi hành lý đến khách sạn. Lý Trình, có phải tất cả những người vượt qua vòng sơ tuyển đều đã đến không? Lăng Duy Khiết quan sát hiện trường, vòng trưng kết qua camera phát hiện một chỗ trống. Tổng giám đốc, còn một người chưa đến, còn 3 phút nữa, chúng ta có đợi thêm không? Lý Trình nhìn tập tài liệu trong tay rồi báo cáo với Lăng Duy Khiết. Vậy đợi thêm 3 phút nếu cô ta đến muộn thì không cần phải thi chung kết nữa. người không có khái niệm về thời gian sẽ không thể trở thành nhà thiết kế thời trang giỏi. lăng duy khiết nghiêm túc trả lời. nhưng mà tổng giám đốc cô vivian này là người ưu tú nhất trong tất cả các thí sinh. nếu chỉ vì đến trễ. còn một phút lăng duy khiết ngắt ngang lời trợ lý nhìn đồng hồ. xin lỗi tôi đến muộn. Lời vừa nói xong, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ đang kéo một chiếc vali, từ cách cô mặc quần áo có thể nhìn ra cô là một người có phong cách. "May quá, giám đốc, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ?" À? Trợ lý trình thở phào. "À, đem tài liệu về người chơi cuối cùng qua đây." Lăng Duy Khiết quay sang trợ lý gật đầu. Lăng Duy Khiết nhìn chầm chằm vào màn hình, từ cái nhãn trên vali của cô có thể nhìn ra Cô vừa từ sân bay đến đây, người phụ nữ này như một viên ngọc tỏa sáng, làm người khác không thể không quay lại nhìn, đặc biệt là khuôn mặt tự tin, mái tóc dài mượt xõa trên vai. Xem ra cô có lẽ là một người phóng khoáng. Lăng Duy Khiết nhìn khuôn mặt đó, nhìn cô nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy bút. Khuôn mặt đó dường như có chút quen thuộc. Lăng Duy Khiết bắt đầu lục lọi ký ức. Vô lý, một cô gái tự tin và hấp dẫn như thế này nếu như anh gặp rồi, chắc chắn là không thể nào quên được. Giám đốc, đây là tài liệu của cô Vivian. Mấy phút sau, Lý Trình cầm tài liệu của Vivian bước vào. Thẩm Khanh Khanh. Thẩm Khanh Khanh, sao mà quen thế này? Lăng Duy Khiết như người bị mất trí nhớ, nhìn thấy rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra. Thời gian trôi qua trong sự bế tắc của Lăng Duy Khiết, chỉ óc anh hôm nay gần như vô dụng. Cuộc thi đều kết thúc, cô có vẻ như đang đứng dậy. Tổng giám đốc, cuộc thi lần này đã kết thúc rồi, có cần mang tác phẩm của 30 người trước mang qua đây không ạ? À? Hôm nay lý trình hơi căng thẳng, tổng giám đốc trông có hơi khác so với mọi ngày. Từ sau khi cô tẩm xuất hiện, thì tổng giám đốc luôn mang vẻ mặt này. Để các giám khảo quyết định đi, mang cho tôi, mấy người đầu là được rồi tầm mắt của lăng duy khiết vẫn còn ở nguyên trên sơ yếu lý lịch của thẩm khanh khanh nhìn thấy lăng duy khiết không rời mắt khỏi sơ yếu lý lịch của cô thẩm lý trình nghĩ rồi nói tổng giám đốc cô thẩm đi du học ở ý mới về nước à ở nước ngoài hình như cô ấy được đánh giá rất cao lăng duy khiết nhìn chỗ trợ lý vừa đề cập có chút xấu hổ mà đóng bản lý lịch lại đúng vậy tác phẩm thiết kế của cô ấy năm ngoái được nhận giải bạc trong cuộc thi về thiết kế ở Âu Mỹ. Xét về phong cách thì nó phù hợp hơn với thị trường châu Á. Có lẽ vì cô ấy là người Trung Quốc. Lý Trình gật đầu, là một trợ lý. Tất cả những điều này cậu đều phải hiểu. May mà lúc rảnh rỗi, cậu đều mày mò học tập. Bên ngoài cổng chính của tập đoàn Lăng Vân, người vừa tham gia trận chung kết là Thẩm Khanh Khanh lại kéo hành lý ra. Bây giờ cô phải kéo hành lý đến khách sạn, sau đó thì đi thuê phòng về đến khách sạn xong khanh khanh cầm thông tin cho thuê phòng mà cô đã lấy được trên mạng trước đây dự định trước khi đi làm thì xem một chút giải quyết vấn đề nhà cửa đương nhiên phòng thuê không được quá nhỏ trước mắt là chỉ có mình cô ở nhưng đợi đến khi tìm được bố của duệ duệ và lâm lâm thì cũng nên đưa hai đứa nhỏ về đây ngày tiếp theo lúc khanh khanh đang ở trong phòng thì nhận được cuộc điện thoại của phòng nhân sự tập đoàn Lăng Vân nói rằng tuần sau cô đến công ty báo danh và ký hợp đồng. Trước khi đi làm một ngày, Khanh Khanh cuối cùng cũng tìm được một căn hộ có hai phòng. Mặc dù cách tập đoàn Lăng Vân có hơi xa, nhưng mà căn hộ này thuê được với giá khá rẻ. Khanh Khanh dự tính là ổn định rồi mới đi tìm tất cả những người tên cùng họ. Sau đó thì loại trừ dần, cô tin là nhất định có thể tìm thấy Lăng Duy Khiết. Đến khi đi làm tại tập đoàn Lăng Vân, Khánh Khánh vẫn có chút không quen với kiểu 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều về ở đây. Ở Ý mấy năm nay, vì muốn chăm sóc cho con nhỏ, nên giờ làm việc của cô rất linh hoạt. Một tuần sau, Khánh Khánh cuối cùng đã quen với nhịp độ công việc. Hôm nay, công ty sẽ tổ chức một buổi trao giải, đồng thời cũng là để chào đón nhân viên mới. Nghe nói Tổng Giám Đốc sẽ tự mình trao giải. Trước đây, Mặc dù Khanh Khanh đã xem xét về kết cấu và sự tăng trưởng của tập đoàn Lăng Vân, nhưng đối với vị tổng giám đốc trẻ tuổi thì không có nhiều thông tin cho lắm. Ở nơi trao giải, khi nghe thấy tên của tổng giám đốc thì cô có chút suy nghĩ. Cô ngồi dưới khán đài, thực sự không hề nghĩ tên của tổng giám đốc cũng là Lăng Duy Khiết. Một góc trong tim không thể không có chút mong chờ. Nhưng mà khi tổng giám đốc lên khán đài nói thì sự mong chờ bỗng nhiên bị dội một gáo có lẽ chỉ là cùng tên thôi Mặc dù tên giống nhau Nhưng mà thực sự quá khác biệt Về vóc dáng, tướng mạo Ra thế thì vị tổng giám đốc này Có thể lọt top 10 người trẻ xuất sắc Cô nghĩ lại về người chồng Với khuôn mặt đầy râu ria của mình Thì không khỏi lắc đầu Đúng là không thể so sánh được mà Đầu tiên Tổng giám đốc sẽ đích thân trao giải thưởng cá nhân Cho người chiến thắng cuộc thi vừa rồi Bắt đầu trao từ giải xuất sắc trở xuống khi loa vang lên tiếng người dẫn chương trình suy nghĩ của khanh khanh vẫn đang trôi giạt đi phương nào năm năm gần đây cô không có giây phút nào không nhớ tới người chồng thì ở bên cô ba ngày kỳ thực khi cô sinh ra duệ duệ và lâm lâm khuôn mặt phúc hậu đó đã khắc sâu vào trong tim cô rồi cô thẩm tới lượt cô lên nhận giải thưởng người ngồi bên cạnh thuốc tay vào khuỷu tay cô À, xin lỗi người dẫn chương trình gọi tên người nhận giải một lúc mà không thấy ai lên đang muốn kết thúc thì lăng duy khiết bảo dừng lại tổng giám đốc có thể hôm nay cô thẩm không đến chúng ta hay là chuyển sang tiết mục tiếp theo đi ạ người dẫn chương trình nói với lăng duy khiết đợi một chút đã có lẽ là cô thẩm đang đi rửa tay rồi chăng khi lăng duy khiết nói câu này thực ra đã nhìn thấy thẩm khanh khanh rồi anh không thể không thừa nhận rằng người phụ nữ sành điệu đó đã thu hút sự chú ý của anh từ trước đến nay Anh luôn tập trung vào công việc Thực ra sau hồ tiêu lương Phụ nữ đối với anh mà nói chỉ là đối tượng để sinh đẻ Kỳ quái là người phụ nữ tên Thẩm Khanh Khanh này Đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên Anh luôn có cảm giác từng gặp cô ở đâu đó Cuối cùng thì cũng nhìn thấy Thẩm Khanh Khanh đi lên Lăng Duy Khiết mỉm cười Cô Thẩm Chúc mừng cô đã nhận được giải thưởng của công ty này Đồng thời hôm nay cũng là ngày ký hợp đồng Công ty chúng tôi sẽ để cô làm nhà thiết kế chính. Lăng Duy Khiết trao thưởng cho Thẩm Khanh Khanh, đồng thời cũng ký luôn hợp đồng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Có thể gia nhập một công ty nội địa có tiếng thế này là niềm vinh hạnh của tôi. Sau khi ký tên, cô liền bắt tay với Lăng Duy Khiết. Khi hai tay chạm meo, có một dòng chảy mạnh mẽ rội từ đầu xuống chân. Cô Thẩm, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? trên danh nghĩa là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Nói ra câu như vậy có vẻ như không phù hợp cho lắm. Nhưng lời thì cũng đã nói rồi, hai người đều nhìn thoáng qua nhau. Cảm ơn, tổng giám đốc ưu tú như thế này. Nếu như đã gặp qua, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ có ấn tượng. Tổng khanh khanh mỉm cười rút tay lại. Cô thấy lúng túng bởi sự thất lễ của mình. Cô vậy mà lại thất thần trước mặt bao nhiêu người. Lăng Duy Khiết mỉm cười đi xuống sân khấu. Lúc cô quay người lại, một dòng điện như xẹt trong đầu anh. Ký ức phủi bụi bỗng nhiên được mở ra. Thẩm khanh khanh. Lăng Duy Khiết đột nhiên thì thầm. Lúc này, khanh khanh dưới khán đài, đột nhiên nghe thấy tiếng hô lớn. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Duy Khiết không phát biểu trực tiếp mà nhanh chóng trở về vị trí của mình. Đại hội vẫn chưa kết thúc. Lăng Duy Khiết đã rời khỏi hội trường. Thậm chí là rời khỏi công ty luôn. Anh ta lái xe vội vã trở về nhà vừa xong anh đã nhớ ra ẩm khanh khanh năm năm trước người phụ nữ kéo anh đi kết hôn hình như cũng tên đó có điều anh cũng chưa chắc chắn được bởi vậy nên mới lái xe về xác định lại cho rõ năm năm trước bởi vì bố anh qua đời đột ngột anh tạm thời quên mất hôn ước của mình lúc lo liệu xong hậu sự cho bố thì phải tiếp quản công ty như đang rắn mất đầu anh lại quên luôn việc đó lúc nhớ đến chuyện này về lại thành phố B Tìm thẩm khanh khanh thì đã không còn ai nữa rồi Cầm lấy hai tờ chứng nhận kết hôn trên tay Lăng Diêu Khiết ngồi trên mặt bàn Anh còn nhớ vào tình hình nhà họ thẩm nghe ngóng được từ 4 năm trước Ngày ấy anh mang đầy lòng tin mà đến thành phố B tìm khanh khanh Có ý muốn đem khanh khanh trở lại bên mình Nhưng không ngờ rằng mẹ nuôi của khanh khanh nói với anh Khanh khanh đã rời khỏi đây rồi Còn về việc cô đi đâu thì bọn họ không hề hay biết Chỉ nói là khanh khanh đã biết thân thế của mình sau đó thì rời khỏi đây lúc đó anh đã nhận ra bà thẩm đang nói dối nhưng anh ở gần nhà họ thẩm quan sát nhiều ngày cũng không hề nhìn thấy khanh khanh thậm chí anh còn đến cả phòng đăng ký hộ khẩu để kiểm tra thì kết quả nhận được là thẩm khanh khanh đã không còn ở đây nữa ngay cả đến hộ khẩu cũng đã chuyển đi cho đến nay anh vẫn không thể quên được sự tuyệt vọng khi biết được tin tức ấy cô cứ như vậy mà đi thậm chí bỏ qua luôn cuộc hôn nhân của họ Cô đã nhẫn tâm như vậy Nếu như không có hai tờ giấy chứng nhận kết hôn này Nếu như không phải là số điện thoại của cô được ghi lại trong lý lịch Vậy thì ba ngày hôn nhân Hạnh phúc đó có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi Hôm nay Lăng Duy Khiết không đến công ty Từ buổi trưa tới lúc nhá nhem tối Anh nhìn giấy chứng nhận trong tay Mà nhớ lại khoảng thời gian mới quen Khanh Khanh Hôm đăng ký kết hôn Và cả cuộc sống hạnh phúc trong ba ngày đó anh nhớ rất rõ nguyên nhân khanh khanh chọn anh chỉ vì anh là người khác giới chưa kết hôn cho dù dáng vẻ khi ấy của anh thật chẳng dám khen tặng nhưng khanh khanh vẫn kéo tay anh đi đăng ký đã năm năm trôi qua kể từ khi cô kéo về từ khách sạn bằng tên họ thẩm năm năm qua cô đã ở đâu lăng duy khiết thực sự rất muốn hỏi cô nhưng nghĩ tới việc hôm nay ở lễ trao giải khanh khanh đối với anh rất xa lạ anh lại có chút tức giận năm đó nói đi là đi nay còn quay lại vì lý do gì hơn nữa còn chọn ngay công ty của anh đây là vì sao vậy lẽ nào Khanh Khanh đã biết thân phận thật của anh cố ý tiếp cận anh 5 năm rồi thật ra cuộc hôn nhân của bọn họ hoàn toàn có thể hủy chỉ là anh trước đây chưa hề nghĩ tới chuyện đó với lại anh vẫn chưa nhận được đơn ly hôn hay là cô đã quên mình là người đã kết hôn hoặc là có thể cô không hề quan tâm tới chuyện này Nghĩ đến cô gái khóc thảm thiết 5 năm trước Nghĩ đến cô gái không có chỗ dựa năm đó Lăng Duy Khiết chắc chắn rằng Cô không hề công khai với bên ngoài về mối quan hệ của họ Anh muốn chờ xem cô có mục đích gì Xét cho cùng thì 5 năm rồi Cô xuất hiện để làm gì Nếu như ly hôn vào lúc này Cổ phần của tập đoàn Lăng Vân chắc chắn sẽ phải chia cho cô Nghĩ ngợi một lúc Lăng Duy Khiết để lại giấy chứng nhận kết hôn và kết bảo hiểm Sáng sớm hôm sau, Lăng Duy Khiết đi làm như bình thường. Có điều, anh lại bảo trợ lý mang tư liệu của cô ra một lần nữa. Nhìn hồ sơ về cô, Lăng Duy Khiết nhíu mày. Không ngờ lúc ấy, cô lại lập tức đi ý. Chẳng trách anh tìm thế nào cũng không tìm được người. Tổng giám đốc, hình như anh rất có ấn tượng đối với cô thầm nhỉ. Lý Trình thấy tổng giám đốc nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô thẩm mà tò mò hỏi. Trong buổi lễ trao giải hôm đó, có thể bên dưới không nhìn thấy, nhưng Lý Trình ở trên sân khấu nhìn rất rõ. Tổng giám đốc lại ngơ ngẩn nhìn cô Thẩm, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chẳng lẽ tổng giám đốc đột nhiên hiểu thông suốt, bắt đầu có hứng thú với phụ nữ sao? "Ừ, Lý Trình, văn phòng cô Thẩm sắp xếp ở phòng kế bên nhé." Lăng Duy Khiết nghĩ nghĩ rồi nói. "Tổng giám đốc, ý của anh là bên cạnh phòng anh luôn à?" Lý Trình ngu người. Tổng giám đốc sắp xếp thế này không hợp lý lắm. Cô Thẩm là nhà thiết kế hàng đầu công ty. Cô ấy tất nhiên có sẵn văn phòng riêng. Sao tổng giám đốc lại rời văn phòng của cô Thẩm tới đây được? Chẳng lẽ vì để lửa gần rơm sao? Đúng thế, ở bên cạnh văn phòng tôi đi. Còn phòng họp thì rời xuống lầu dưới. Lăng Duy Khiết nói với giọng đanh thép, không chờ đường thương lượng. Lý Trình không hiểu, Thẩm Khanh Khanh cũng không hiểu. Vốn dĩ đang yên ổn, Tại sao đột nhiên lại đổi văn phòng? Tùy hơi nghi ngờ nhưng cô cũng không nói ra. Đối với cô thì làm việc ở đâu cũng giống nhau, chỉ là nếu sắp xếp như thế thì không tiện lắm thôi, cô dường như bị cô lập vậy. Những ngày tháng bận rộn như vậy cô đã quen rồi, anh Khánh thích ứng rất nhanh, nhưng sáng hôm nay cô lại tới trễ, tối hôm qua cô nhận được điện thoại báo là hai đứa con mình đổ bệnh cùng lúc. Lúc đó cô muốn nghỉ phép về chăm sóc con, nhưng xem anh ấy nói đã đưa hai đứa đi bệnh viện khám rồi. Bác sĩ nói không có việc gì nhưng cô vẫn không yên tâm, cả buổi tối cô cứ tức trục điện thoại mãi tới khi trời sáng, Dêm nói hai đứa đã hạ sốt thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng vì như vậy mà sáng đi làm lần đầu tiên cô đi trễ. Khanh Khanh cầm bản vẽ xông vào thang máy, lúc thang máy đưa cô lên tầng cao nhất thì đã trễ rồi. Lòng Khanh Khanh cứ mãi không yên, cửa vừa mở, cô bèn xông ra ngoài. Sau đó dầm. Một cái, đụng vào gì đó. Thì ra, Khanh Khanh đụng chúng Lăng Duy Khiết. Sáng sớm đi làm, không thấy Khanh Khanh. Nửa tiếng sau cũng không thấy đâu. Lăng Duy Khiết hơi lo lắng, muốn xuống lầu xem xem. Ai ngờ Khanh Khanh lại từ thang máy lao ra. Cả không ngờ tới, cô ấy lại đụng chúng mình. Xin lỗi. Xin lỗi. Khanh Khanh không thèm quan tâm chóc mũi đang đau đớn. Cô vừa xin lỗi, vừa vội nhận bản thiết kế rơi trên đất. Lăng Duy Khiết cũng cúi người xuống, giúp Khanh Khanh nhặt bản thiết kế. Cô thầm à, hôm nay hình như cô tới hơi muộn. Anh đưa bản vẽ cho cô, bàn tay to lớn vỗ vỗ vai. Thấy mái tóc cô có vài sợi buông thả trên trán, tay kia thân mật vén sợi tóc kia ra, nhét vào kẽ tay cho cô. Còn hơi cúi xuống, phả hơi thở nóng bỏng lên mặt cô, khàn giọng nói. Xin lỗi, sáng tôi ngủ dậy trễ. Khanh Khanh đỏ mặt vội vàng xin lỗi. Sau này làm việc trên công ty là đủ rồi Không cần mang nhiều công việc như thế về đâu Nếu để người ta biết được Chẳng cho rằng tôi bạc đã nhân viên sao Thấy mắt cô đỏ lẻ Lăng Duy Khiết vừa đùa vừa nghiêm túc nói Thẩm Khanh Khanh ú a ú ớ gật đầu Tôi biết rồi Tổng giám đốc Thế tôi vào văn phòng trước nhé Nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của Khanh Khanh Lăng Duy Khiết mỉm cười Trừ ngoại hình thì tính cách cũng có một chút thay đổi không ngờ chỉ cần một lần chạm nhẹ như thế đã làm cô đỏ mặt. Chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó là ánh mắt trong suốt không vương hạt bụi của cô. Đấy cũng vừa vặn là điểm anh thích nhất ở cô. Sau khi trở về văn phòng, trái tim khanh khanh vẫn đang đập thình thịch. Cô không ngờ tổng giám đốc sẽ làm ra hành động thân mật như thế, xem tin nữa đã dọa cô chết đứng. Hai tay ôm lấy mặt, tới giờ cô vẫn có cảm giác được khuôn mặt mình đang nóng bừng không biết vừa rồi có bị tổng giám đốc nhìn thấy hay không đúng là quá mất mặt mà cô không ngờ tổng giám đốc sẽ làm ra hành động thân mật như thế xem tí nữa đã dọa cô chết đứng không biết vừa rồi có bị tổng giám đốc nhìn thấy không đúng là quá mất mặt mà đồng thời khanh khanh cũng thầm tự cổ vũ tinh thần lần sau lần sau sẽ không đến trễ nữa nếu khanh khanh đã đi làm thì lăng duy khiết cũng không cần đi xuống nữa anh quay lại văn phòng mở màn hình camera của văn phòng kế bên ra anh biết làm thế này là xâm phạm quyền riêng tư của nhân viên nhưng anh không để ý anh muốn biết tại sao cô gái này quay lại lăng duy khiết muốn biết thẩm khoanh khanh có phải tiếp cận anh là có mưu đồ hay không hay cô không biết anh là ai hay là quên rồi nếu đúng chỉ là trùng hợp thì anh không ngại tiếp tục cuộc hôn nhân nếu là âm mưu thì đừng trách anh không khách khí từ trên màn hình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô nhìn về mặt xấu hổ của cô, cơ thể Lăng Duy Khiết bỗng có phản ứng. Nhiều năm giữ mình như thế, anh chưa từng xúc động với cô gái nào. Không ngờ hôm nay, chỉ nhìn cô thôi cũng có phản ứng. Hơn nữa, trong đầu không khỏi nhớ lại mùi vị ngọt ngào của đêm tân hôn năm năm trước. Ai ngờ, sau màn nhạc dạo ngắn của buổi sáng, Thẩm Khanh Khanh lại có ý tránh mặt anh. Đã mấy ngày rồi, ngoài thấy cô trên màn hình giám sát ra, thì Lăng Duy Khiết không còn ngẫu nhiên gặp cô nữa từ hôm đó ngày nào khanh khanh cũng đi làm đúng giờ sau khi tan ca cô bền phi như bay về cứ như đang trốn tránh lăng duy khiết vậy trong văn phòng tổng giám đốc mỗi ngày ngắm nhìn khanh khanh làm việc đã trở thành một chuyện không thể thiếu trong sinh hoạt của lăng duy khiết hôm nay lăng duy khiết thấy khanh khanh không ngừng cầm khăn giấy quẹt mũi chóp mũi thậm chí đã đỏ ửng lên xem ra cô bị cảm rồi lòng anh bất giác hơi đau xót anh lập tức gọi cho trợ lý đi mua thuốc cảm trong lòng cảm thấy khó chịu, cô gái này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt? Khi Lý Chỉnh mang thuốc về, Lăng Duy Khiết đã giận dữ gọi điện tới phòng bên cạnh. tổng Khanh Khanh, cô lập tức tới văn phòng của tôi ngay. Khanh Khanh lúc này đang sửa lại bản vẽ. Cô ngu người khi bỗng nhận được điện thoại của Lăng Duy Khiết với giọng khó chịu. Nhưng Tổng Giám Đốc đã có lệnh thì dĩ nhiên cô phải đi để tránh xảy ra chuyện trước mặt Tổng Giám Đốc. Cô đi rửa mặt rồi trang điểm lại. Hai ngày trời trở lạnh, cô bị lạnh trong lúc ngủ. Thành ra thế này đúng là khó coi. Tổng giám đốc, anh gọi tôi. Cô tới văn phòng tổng giám đốc, cố gắng nhịn để không để mình nhảy mũi. Nhưng lúc cảm ai có thể kiểm soát được cơn hát xỉ chứ? Khi khanh khanh ý thức được bản thân không khống chế được, liền dùng tay bịt miệng nhưng đã muộn rồi. Hát xỉ. Xin, xin lỗi, tôi... Uống thuốc đi, Người bị bệnh không cần cố thế đâu Lăng Duy Khiết vừa nói vừa rót nước cho Khanh Khanh Tổng giám đốc Tôi chỉ là cảm một chút thôi Còn nữa Uống mau Người bệnh không có quyền nói chuyện Lăng Duy Khiết nói Không những mang ly nước tới tay Khanh Khanh Mà còn lấy thuốc trong vỉ ra sẵn Tổng giám đốc Không sao Tôi có thể tự làm Tôi nói Đừng để tôi dùng cách bất đắc dĩ cho cô uống thuốc lăng duy khiết nhìn đôi môi hơi trắng bạch của khanh khanh uy hiếp ý thức được ám thị của lăng duy khiết mặt khanh khanh đỏ lên không dám nói nữa cô nhận lấy thuốc bỏ vào miệng nhưng khi cô đưa ly nước tới môi thì bỗng cứng người lại nếu cô không có nhớ sai thì đây là ly của tổng giám đốc hơn nữa khanh khanh nhìn xung quanh căn phòng trên bàn làm việc của lăng duy khiết không còn ly nào khác thế thì chuyện này khó xử rồi khanh khanh cô nghĩ đi tôi từng dùng là dơ sao Lăng Duy Khiết nhíu mày Nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi Dường như đang chờ đợi điều gì đó Anh nhìn bàn tay đang run rẩy của Khanh Khanh Không, không phải Tôi sợ nhiễm cho tổng giám đốc Tôi đi rót nước đã Trong miệng còn thuốc Khanh Khanh nói chuyện hơi chúc chắc Cùng lúc đó cô cảm nhận được Cơ thể bắt đầu nóng bừng lên Không cần soi gương cũng biết E là lần này Mặt lại đỏ như cà chua rồi Cô gái Còn cần nhằn sao Lăng Duy Khiết thấy Khanh Khanh nghẹn Phải uống thuốc Liền lấy ly nước đích thân đút nước cho cô Tôi Buồn muốn nói tự để cô làm Ai ngờ Viên thuốc đang kẹt trong cổ họng Quá khó chịu Khanh Khanh cũng không từ chối nữa Thuận theo tay của Lăng Duy Khiết Uống một ngụm nước nuốt xuống Uống nhiều nước đi Có lợi cho tiêu hóa thuốc Lăng Duy Khiết nhìn chằm chằm ép buộc cô. Khanh Khanh đã không dám từ chối nữa, cũng không có cách nào từ chối. Thế là lại uống thêm một ly nước nữa. Đang muốn cảm ơn rời đi thì Lăng Duy Khiết lại buông ly nước ra sởi chán cô. Sao lại nóng như vậy? Đi khám chưa? Không, chỉ là bệnh cảm vặt thôi, uống thuốc rồi sẽ khỏi. Khanh Khanh dường như không thể suy nghĩ được nữa. Tổng giám đốc có ý gì? Chẳng lẽ không biết Nam nữ thụ thụ bất thân sao? Uống chi còn là cô nam quả nữ, người bệnh không có quyền nói không. Đi lấy áo khoác đi, tôi đưa cô đi đến bệnh viện. Lăng Duy Khiết lại bá đạo quyết định lần nữa. Tổng giám đốc, tôi không cần đi bệnh viện đâu. Tôi về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc là khỏe à?" Khanh Khanh bị Lăng Duy Khiết bắt lên xe, nhưng cô không muốn đi bệnh viện, cũng không nghiêm trọng đến thế. Người bị sốt không có quyền nói không, cô ngồi đi. Lăng Duy Khiết bá đạo ra lệnh. Tôi, tôi không sốt, chỉ là... Oanh Khanh lắp bắp không biết giải thích thế nào. Cô nóng lên chỉ vì không quen anh đụng chạm. Vì vậy mới xấu hổ đỏ mặt nóng bừng. Vốn dĩ không phải là sốt, nhưng sao cô có thể nói ra chuyện này? Nếu nói ra e là bị hiểu lầm mất. Lăng Duy Khiết cũng biết cô không sốt, nhưng vẫn không yên tâm liền đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Anh à, vợ anh chỉ bị cảm, không nghiêm trọng quá đâu, trở về uống nhiều nước nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi. Bác sĩ nhìn Lăng Duy Khiết và tẩm khanh khanh cười nói. Chỉ là cảm thôi, không ngờ lại đòi cấp cứu. Bọn họ lần đầu tiên tới bệnh viện sao? Bác sĩ ơi, có thật là không sao chứ ạ? À? Không cần uống thuốc hay tiêm thuốc sao? Lăng Duy Khiết vẫn không yên tâm. Khanh khanh thấy bác sĩ bật cười, thì mặt lại càng nóng hơn. Cũng không quan tâm gì nữa, nằm lấy cánh tay Lăng Duy Khiết, kéo anh ra ngoài. Thưa anh, anh lo lắng cho người yêu chúng tôi hiểu được. Nhưng người yêu của anh thực sự không sao. Nếu đã uống thuốc thì về nghỉ ngơi, uống nhiều nước là được. Bác sĩ bất giác bật cười. Tổng giám đốc à, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Không dám làm phiền tổng giám đốc nữa. Tôi có thể tự bắt xe về. Lúc tới tới bệnh viện, Khanh Khanh nhất quyết không chịu ngồi lên chiếc xe hàng hiệu của Lăng Duy Khiết. Ban đầu bị anh ép tới bệnh viện do không còn cách nào khác nếu giờ bệnh viện đã nói không sao thì cô có thể về ai bảo lăng duy khiết không để cô đi làm cô sợ tôi hay sao hay là cô có bí mật gì đó không muốn cho tôi biết lăng duy khiết cũng cố chấp không chịu anh quyết định bất kể thế nào cũng phải đưa khanh khanh về nhà thứ nhất là bộ dạng cô bây giờ nếu để cô tự bắt taxi anh không yên tâm thứ hai là đi thăm dò đường nhà cô để tiện cho sau này luôn tôi tôi có bí mật gì chứ tổng giám đốc trăm công nghìn việc công ty còn rất nhiều chuyện chờ anh xử lý sao tôi có thể làm chậm trễ thời gian quý báu của tổng giám đốc chứ bị lăng duy khiết nói như thể thực sự có gì đó giấu diếm khanh khanh tức giận nói thế thì đừng rông dài nữa lên xe đi lăng duy khiết không thèm để ý nhét khanh khanh vào ghế phụ lái đồ bá đạo khanh khanh tức giận cào nhào khi bị nhét vào xe Cô nói tôi gì đó? Lăng Duy Khiết ngồi vào ghế lái không nghe rõ, nhưng nghĩ cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì. Tổng giám đốc đúng là rảnh rỗi quá, cho dù anh không cần tới công ty. Nhưng nam đơn cái chiếc cũng nên để ý, lỡ bị bà Tổng hiểu lầm, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa hết tội. Khanh khanh nhỏ giọng nói. Lăng Duy Khiết ngần người ra, quay đầu nhìn cô, cười có hàm ý sâu sắc. Điểm này cô không cần lo lắng Cô ấy rất dễ tính Đàn ông quả nhiên đều vô sỉ giống nhau Khanh khanh kéo dài hai chữ vô sỉ Cô không dám nói thẳng thật Bị đuổi là chuyện nhỏ Chọc giận anh ta mới là phiền phức Cô muốn nói gì? Nói tôi rất ân cần, rất dịu dàng sao? Lăng Duy Khiết bật cười nói tiếp Tự tin quá rồi đó Khanh khanh cắn môi chừng mắt nhức nhìn anh ta đứng trước kiểu cấp trên bá đạo thế này cô thực sự không biết phải làm sao chỉ còn cách để anh ta đưa về chắc chắn khi tới nhà rồi thì anh ta cũng phải về thôi đáng tiếc khanh khanh quá ngây thơ rồi cô quá xem tưởng lăng duy khiết người đã đưa về nhưng lăng duy khiết hoàn toàn không có ý đi về làm hơn nữa còn mở tủ lạnh ra à tổng giám đốc ơi chỗ này là nhà tôi có phải anh hát xì tự nhiên quá rồi đó khanh khanh nhìn lăng duy khiết đang đặt tìm gì đó trong tủ không khỏi nhíu mày nói người bệnh không có quyền nói nhiều mau về giường nằm đi lăng duy khiết ngẩng đầu nói với khanh khanh đang hát xì. tổng giám đốc xin hỏi trước đây chúng ta có quen biết không khanh khanh đi tới gần đánh giá lăng duy khiết cô nghĩ nếu lăng duy khiết thực sự là lăng duy khiết mình từng quen thì tốt biết bao nhưng đây đúng là nằm mơ giữa ban ngày Trước đây không nói ra thế của hai người Chỉ cần bề ngoài cũng cách xa tít tắp Lăng Duy Khiết nghe xong tay hơi khựng lại Trong lòng mừng như điên Chẳng lẽ Khanh Khanh nhận ra rồi Cô cảm thấy sao? Đối với câu hỏi tùy tiện của Khanh Khanh Lăng Duy Khiết bình tĩnh lại nói Tổng giám đốc Nếu chúng ta không quen biết Thì xin anh vui lòng bỏ thứ đồ kia xuống Nghe xong Lăng Duy Khiết liền sám mặt lại thì ra cô ấy chỉ muốn vòng vo đuổi anh đi. Đúng là cô gái đáng ghét. Chẳng lẽ cô ấy mất trí nhớ rồi? Thẩm khanh khanh, cô chắc chắn giờ cô không cần về giờ nghỉ ngơi sao? Lăng Duy Khiết đóng tủ lạnh lại, đi về phía khanh khanh. Cô bản năng cảm giác được sự uy hiếp nên bất giác lùi ra sau. Tổng giám đốc, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đã khỏe rồi, cũng chuẩn bị lên giường ngủ đây. Mời anh mau về công ty được không? Tôi không muốn trở thành nữ chính trong mấy chuyện đồn đại. Anh Khanh Khanh lùi tới cửa rồi nhỏ giọng nói. Tuy cô không cần nghỉ ngơi, nhưng ông chủ đã duyệt thì cô cũng muốn trốn việc, ở nhà ngủ một giấc cho khỏe. Đến bị bệnh cũng không ngoan ngoãn, không biết sau này ai dám cưới cô nữa. Anh nhìn Khanh Khanh bước vào phòng nằm, lên giường kéo chăn mà cứ như một bà thím cằn nhằn mãi cho tới khi rời đi. Khanh Khanh rất nghi ngờ, Tổng Giám Đốc, lại tốt như thế sao? Còn đặc biệt tốt với cô nữa, nhưng tại sao? Khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, khanh khanh cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn không yên tâm lắm, bèn dậy tuần tra một vòng. Phòng khách, nhà bếp đều không có ai. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi, cửa cũng đóng rồi, cô mới yên tâm lên giường nằm. Khanh khanh bị đánh thức bởi mùi thơm hấp dẫn. Buổi sáng cô hơi khó chịu nên dậy trễ, lại phải vội đi làm còn chưa kịp ăn sáng. Mùi thơm hấp dẫn sọc vào mũi khiến bụng cô bắt đầu biểu tình. Mơ màng từ trên giường bỏ dậy, cô lèn theo mùi thơm đi tới phòng bếp. Khi nhìn thấy bóng người cao lớn đó, cơn buồn ngủ bỗng chốc bị thổi sạch bay. Anh, Tổng Giám Đốc, anh chẳng phải đã đi rồi sao? Khi Lăng Duy khiết quay người lại, trái tim đang giật thon thót của cô mới trở lại bình thường. Nghĩ cũng đúng, nếu kẻ trộm chạy vào phòng nấu cơm thì cũng quá đáng sợ. Cô đi đánh răng rửa mặt đi, sắp xong rồi. Đăng Duy Khiết cũng không giải thích mà lại bình thản dặn dò. Năm năm qua anh đã quen một mình làm chuyện này. Nay khó có cơ hội biểu hiện trước mặt người vợ đã thất lạc nhiều năm. Tất nhiên phải vừa ngon vừa đẹp. Vừa rồi trên đường đi siêu thị mua đồ ăn, anh cũng đã suy nghĩ. Nếu khanh khanh quên anh thật cũng không sao cùng lắm là anh lại theo đuổi một lần nữa. Ban đầu, họ cắt hẳn giai đoạn yêu đương. Giờ bữa đáp lại cũng tốt. Huống chi, anh cũng không có hứng thú ly hôn gì nữa. Tổng, tổng giám đốc, tôi có thể hỏi một câu không? Tại sao anh lại... Lưỡi của khanh khanh như bị mèo cắn, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhìn đang suy khiết, cô bỗng suy nghĩ. Chẳng lẽ các ông chủ lớn trong nước đều quan tâm đến nhân viên như thế này sao? Cô là người bệnh. Lăng Duy Khiết biết Khanh Khanh muốn nói gì, bởi vì suy nghĩ của cô đều thể hiện hết ra mặt. Nhưng với bà xã phản ứng chậm này, thì anh cũng không tính nói hết mọi chuyện ra sớm. Không chừng ngay cả bản thân đã kết hôn mà cô ấy cũng quên luôn, chứ đừng nói chi là chồng cô. Tổng giám đốc, có phải các ông chủ trong nước đều tốt với nhân viên không? Khanh Khanh vẫn không thể tiếp nhận được. Ông chủ thì sao lại thân thiết như thế? còn có thời gian tới nhà nhân viên nấu cơm. Hơn nữa, người muối thơm thì dường như rất ngon, chẳng lẽ đúng là như thế. Mau đi rửa mặt đi, lát nữa cháu nguội rồi ăn không ngon đâu. Lăng Duy Khiết nói xong, liền múc cháo vào bát. Khanh Khanh còn muốn nói gì nữa, nhưng bụng lại biểu tình. Lăng Duy Khiết nghe thấy tiếng động này liền ngẩng đầu cô. Khanh Khanh xấu hổ muốn chui vào nhà vệ sinh. Khi Khanh Khanh nếm thử một miếng, mắt cô bỗng ướt đẫm nóng quá à lăng duy khiết thấy đôi mắt khanh khanh ươn ướt liền không hiểu hỏi không không sao rất ngon khanh khanh nghẹn ngào nói nói xong liền vùi đầu ăn điên cuồng như thể người bị bỏ đói cả tháng thế thì phải ăn nhiều thêm một chút lăng duy khiết cảm thấy ấm áp vô cùng mấy năm nay khanh khanh là người đầu tiên may mắn được ăn đồ ăn chính tay anh nấu thì ra đây là cảm giác có người chia sẻ được người khác khen ngợi lăng duy khiết ngẩn người nhìn khanh khanh đây đã là bát thứ năm rồi dù có ngon nữa thì bụng cô có thể chịu nổi sao tôi anh đừng nhìn tôi buổi sáng tôi chưa ăn khanh khanh đỏ mặt nghĩa chắc đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có thể ăn nhiều như vậy không còn cách nào khác ai bảo anh nấu cháo ngon như vậy hơn nữa anh nấu rất nhiều không ăn chính là lãng phí vậy cô ăn đi đủ không tôi còn chưa ăn bát nào đâu cô có muốn không có một thứ gì đó ấm áp dâng lên ngực lăng duy khiết cảm giác này hạnh phúc hơn cả việc phải ăn cơm một mình rất nhiều đúng chính là cảm giác này cái cảm giác gọi là vui vẻ hạnh phúc anh gần như đã quên bẵng đi nhìn khanh khanh lăng duy khiết quyết định sau này phải hưởng thụ cảm giác này khanh khanh ăn xong tinh thần đã tốt hơn rất nhiều lăng duy khiết lại diễn vai người chồng đàm đang dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp thấy vẻ mặt khanh khanh tốt hẳn lên, anh mới rời khỏi. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Khanh khanh tiện lăng suy khiết ra cửa, ngại ngùng nói. Nếu muốn cảm ơn, thì sau đừng gọi là tổng giám đốc nữa. Lăng suy khiết quay đầu nhìn khanh khanh. Không gọi là tổng giám đốc, thì phải gọi là gì? Khanh khanh ngẩn ra, tuy cô cũng cảm thấy ở ngoài công ty gọi tổng giám đốc có gì đó kỳ kỳ. Nhưng không gọi tổng giám đốc thì gọi là gì? Cô tự nghĩ đi, Ngày mai nếu không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ, đừng gấp gáp đi làm. Lăng Duy Khiết quay đầu, mỉm cười với Khanh Khanh. Thình thịch, thình thịch. Khanh Khanh ngơ ngẩn nhìn Lăng Duy Khiết đi xuống lầu dưới. Trái tim không ngừng đập nhanh, nhanh tới mức khiến cô đỏ mặt. Cảm giác này thật kỳ lạ. Thấy bóng lưng của Lăng Duy Khiết biến mất nơi góc đường. Khanh Khanh mới nghiêng đầu tự nói. Đừng tưởng bở, Tổng Giám Đốc cũng tốt, nhưng đó là người khác. Uống hổ, cô là gái đã có chồng, còn có hai đứa con không thể phạm sai lầm như thế được viện lăng duy khiết xong khanh khanh thế nào cũng không ngủ được chỉ có thể nhắm mắt nằm đó lúc anh rời đi nụ cười ấy chỉ cần nhớ lại cũng khiến tim cô đập nhanh khanh khanh để tay lên lồng ngực tự hỏi mày làm sao thế hả anh ấy chỉ là một bữa cơm mà thôi nhiều nhất sau này trả cho anh ấy một bữa cơm là xong tại sao lại cuồng quýt lên thế thầm khanh khanh Mày không được bị trai đẹp mê hoặc, mày phải tỉnh táo, phải cẩn thận. Sau khi Lăng Duy Khiết trở về công ty, anh xử lý toàn bộ những chuyện ban ngày bỏ dở. Vốn muốn đi thăm Khanh Khanh, nhưng xem thời gian đã hơn 10 giờ rồi, anh đành từ bỏ, nhưng lo lắng cô vẫn chưa khỏe nên anh bèn gọi một cuộc điện thoại. Nhận điện thoại của Lăng Duy Khiết, Khanh Khanh lại càng mất ngủ. Tổng giám đốc tốt như thế, khiến lòng cô thấy ngọt ngào, hơn nữa hơi có chút mong đợi cúp máy. Cô chùm chăn lại đổ hết mọi cảm xúc bất thường cho việc bị cảm. Sáng sớm hôm sau, Khanh Khanh tới công ty làm. Tuy buổi tối hơi mất ngủ, nhưng hôm nay Khanh Khanh vẫn dậy sớm. Sau một ngày nghỉ ngơi, bệnh cảm của cô đã tốt lên rất nhiều. Nghĩ tới tổng giám đốc hôm qua tốt như thế. Hơn nữa, còn gọi điện thoại, hỏi thăm. Khanh Khanh nghĩ cô nên làm gì đó báo đáp tấm lòng của tổng giám đốc. Lăng Duy Khiết sáng sớm đã dậy, vốn muốn gọi điện thoại hỏi thăm Khanh Khanh, nhưng lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cô, bèn đi mua đồ ăn sáng tới nhà Khanh Khanh. Có cửa, nửa ngày không có ai trả lời. Lăng Duy Khiết hơi nghi ngờ, bèn gọi điện cho Khanh Khanh. Thẩm Khanh Khanh, cô đang ở đâu? Lăng Duy Khiết không vui hỏi. Tổng giám đốc, tôi ở công ty rồi. Xin hỏi giám đốc có chuyện gì à? Khanh Khanh đang ngồi trước bàn làm việc, nghe giọng nói hơi lạ của Lăng Duy Khiết thì ngạc nhiên. Tôi chẳng phải đã nói Cô nên ở nhà nghỉ ngơi sao Ai cho cô tới công ty Lăng Duy Khiết bực bội Ồ nhưng mà tôi cảm thấy tôi đã khỏe rồi Tổng giám đốc Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy nhé Khanh Khanh nhìn điện thoại Không biết tổng giám đốc có bị ấm đầu hay không Mà lại không thích nhân viên của mình đi làm Đúng là kỳ lạ Vốn dĩ cô muốn báo đáp ơn anh đã chăm sóc cô ngày hôm qua Chẳng ngờ lại bị anh nổi cáo không rõ nguyên nhân Kệ đi Chỉ cần làm tốt việc của mình thôi Không dây tới ông chủ lớn được Tốt nhất nên tránh xa càng tốt Lăng Duy Khiết mang theo bữa sáng tới công ty Từ đầu anh định mang cho hàng xóm Nhưng lúc cầm lên mới biết đã nguội rồi Vậy là lại đặt xuống Cô gái này quả thực khiến cho người ta bực mình Đáng lẽ anh định vứt bữa sáng đi Nhưng nghĩ đến cô ấy thì lại không nỡ vứt bỏ Thư ký la Hầm nóng bữa sáng này lại, rồi đưa cho thiết kế thẩm. Lăng Duy Khiết gọi thư ký đến bảo. Tổng giám đốc, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Thư ký la tiêu phụng, nhìn bữa sáng nhỏ giọng nói. Làng Duy Khiết không vui. Bảo cô đưa, thì cô cứ đưa. Nhiều lời như thế làm gì? Thư ký la không tình nguyện mang bữa sáng tới phòng làm việc của thẩm Khanh Khanh. Thiết kế thẩm, đây là tổng giám đốc tưởng cho cô, mời cô dùng. Thư ký la hình như bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn cơm trưa mà khanh khanh đặt bát cháo trứng gà vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng xuống bàn cô không khỏi nhíu mày nhìn dáng vẻ của thư ký la bữa sáng này cô cũng không dám ăn uống chi cô đã ăn sáng rồi giờ còn chưa đói đây là đồ của tổng giám đốc bảo mang đến cho cô ăn hay không cô tự quyết định thư ký la khó chịu lắc lắc cái eo nhỏ đi mất khanh khanh định gọi điện lên phòng tổng giám đốc nhưng nhớ lại lời nói của thư ký la nên buông bỏ ngay ý định ấy tính tình tổng giám đốc quá chốt kỳ quặc cứ để đó đi cùng lắm thì tới trưa biến nó thành cơm trưa là được đến thời gian dùng cơm trưa khanh khanh quyết định không nên lãng phí ý tốt của tổng giám đốc nhưng mà vừa cầm bữa sáng lạnh ngắt lên chuẩn bị đi hâm nóng thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra tổng giám đốc sau này trước khi anh đi vào có thể gõ cửa được không Nhìn thấy sắc mặt dần dần chuyển sang màu đen của Lăng Duy Khiết, Khanh Khanh bất đắc dĩ nói: "Trưa nay cô định ăn cái này à?" Lăng Duy Khiết nhìn bữa sáng trên tay Khanh Khanh, đen mặt nói: "Tôi bát cháu này vẫn ăn được, hâm nóng lại là được rồi." Khanh Khanh hơi xấu hổ, rõ ràng chẳng phải chuyện gì to tát mà lại bị Lăng Duy Khiết nhìn chằm chằm cứ như cô đã làm sai gì đó thì phải. "Đi, đi ăn trưa thôi." Lăng Duy Khiết nói, đi đến kéo tay Khanh Khanh. Cô giật mình rụt tay lại. Tổng giám đốc, tôi còn muốn xem mấy bản thiết kế. Chưa. Nếu cô không thể đảm nhận việc cùng mình, tôi không ngại đổi cái ghế này đâu. Trong lúc nói, Lăng Duy Khiết đi tới cầm lấy bữa sáng trên tay Khanh Khanh. Tổng giám đốc, trước khi chúng ta đi ăn trưa, tôi có thể hỏi anh một câu riêng tư được không? Khanh Khanh lùi về sau mấy bước dù cô có ngốc nghếch hơn nữa thì vẫn nhận ra tổng giám đốc đối xử với mình không giống như đối xử với mọi người để tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có cô thấy mình nhất định phải nói rõ một lần nữa nói lăng duy khiết đoạt lấy bữa sáng trên tay khanh khanh quăng thẳng ra ngoài khanh khanh muốn cướp lại cũng chẳng kịp nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn bữa sáng kia vẽ một đường parabol bay vào trong thùng rác tổng giám đốc lãng phí là rất xấu đấy anh có biết trên thế giới có biết bao người đến ăn cơm cũng không được ăn no không? Khanh Khanh tức giận trợn mắt nhìn Lăng Duy Khiết. Chuyện cô nói chính là chuyện này à? Lăng Duy Khiết dễ dàng đổi đề tài. Đương nhiên không phải. Tôi muốn hỏi có phải Tổng Giám Đốc có ý gì với tôi không? Khanh Khanh ngẩn ra một chút, đỏ mặt nói. Khanh Khanh mong chỉ là cô nghĩ nhiều thôi. À bây giờ cô bẽ mặt cũng phải hỏi cho rõ ràng vấn đề này trong ngày hôm nay. Đúng tôi đang theo đuổi cô. Còn người đen láy của lăng dưới khét sáng lên, hách mũi lên nói. Khanh khanh, cảm thấy có người đang ném bom nguyên tử vào đầu cô. Có phải cô nghe nhầm không? Tổng giám đốc nói cái gì mà đúng phải không? Anh ấy còn nói đang theo đuổi cô. Hay là do cô cảm nặng hơn rồi? Chuyện tôi theo đuổi cô khó tiếp nhận đến thế à? Nhìn biểu cảm của Khanh Khanh, dáng vẻ bây giờ của cô, khác mùa trời một vực với cô gái lớn mật cầu hôn anh 5 năm trước. Phải? Không phải. Tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi nhất định phải nói với anh, tôi đã kết hôn rồi. khanh hành vỗ vỗ mặt mình, cô quay về lại muốn tìm bố của Duệ Duệ và Lâm Lâm, chứ không phải quay về để yêu đương. Tôi biết, nhưng việc này không ảnh hưởng tới việc tôi theo đuổi cô. Lăng Duy Khiết càng vui vẻ, giống như đang đợi nhìn dáng vẻ khanh khanh kinh ngạc. Tổng giám đốc, câu chuyện đùa này chẳng hay hước chút nào, mời anh ra ngoài, tôi sẽ không đi ăn cơm trưa với anh." Khanh Khanh không tài nào kiềm chế cho mặt mình đừng nóng lên, nguyên do không chỉ là xấu hổ mà là giận dữ nhiều hơn. Đây là loại đàn ông gì thế không biết, sao anh ta có thể nói ra mấy lời như vậy? "Thẩm Khanh Khanh, nếu thực sự không có hứng thú với một người đàn ông, phụ nữ thông minh nên biết làm thế nào để đập tan ý đồ của anh ta." chứ không phải là kích thích ham muốn chiếm hữu của anh ta. Khi nói thân thể, Lăng Duy Khiết nghiêng về phía trước, đặt một cái hôn phớt trên gò má của cô, sau đó nhân lúc cô còn chưa hồi hồn lại thì giữ chặt tay cô. "Đi thôi, trời đánh chẳng miên ăn, mấy chuyện khác cô không cần phải lo lắng, chỉ cần tiếp nhận là được rồi." "Buông tôi ra. Anh nói bừa bãi cái gì đó? Cái gì mà chỉ cần tiếp nhận là được? Tôi đã nói rồi." Tôi đã kết hôn, tôi đã có chồng." Khanh Khanh tức giận muốn rút tay lại, nhưng không ngờ, Lăng Duy Khiết chỉ cười mỉm một cái, nụ cười đó lướt qua ánh mắt Khanh Khanh. Cô vẫn còn chưa hồi hồn lại, Lăng Duy Khiết đột ngột nghiêng người, ngón tay dài nâng lên cằm cô. Không đợi cô kịp phản ứng, đã nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi cô. Lúc hai cánh môi chạm vào nhau, đầu óc Thẩm Khanh Khanh trong nháy mắt trống rỗng. Khi hoàn hồn lại, cũng không đẩy anh ra, ngây ngô đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn này có phần quen thuộc, rất giống mùi vị trong ký ức, khanh khanh hơi mơ màng. Lăng Duy Khiết ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng ma sát lên môi cô, dần dần cảm thấy chỉ chạm môi thôi là không đủ. Đầu lưỡi anh tiến vào trong miệng, từ đầu vẫn chỉ dịu dàng ma sát, dần dần biến thành dồn dập chiếm đoạt. Lý trí của tẩm khanh khanh nhanh chóng bị sụp đổ dưới sự chiếm đoạt của môi lưỡi anh lặng Duy Khiết nhìn đôi mắt mơ màng của cô mà lặng lẽ buông cô ra, cánh môi mỏng nhẹ đặt xuống môi cô, khản giọng dụ dỗ. Thẩm Khanh Khanh, làm bạn gái của tôi nhé. Ừ. Cái gì? Do Thẩm Khanh Khanh vẫn đang bị vây hãm trong ý tình mê loạn, không để ý anh đang nói gì. Mơ mơ hồ hồ đáp lại, vừa đáp xong mới từ từ hồi tỉnh lại, tần sắc mê man trên mặt lập tức bị quét sạch. Cô để Lăng Duy Khiết ra, căm hận nói. Lăng Duy Khiết, anh dám sử dụng sắc đẹp với cô. Cô đã nói với anh là cô đã kết hôn rồi, chẳng lẽ anh ta nghĩ cô đang nói đùa chắc. Tâm trạng Lăng Duy Khiết cực kỳ tốt, anh nở nụ cười, con người đảo một vòng trên người cô, nói ẩn ý. Tôi không ngại, bị em ăn miếng trả miếng đâu. Thẩm khanh khanh tức nghẹn nửa ngày trời, không nói được câu nào cô không thể bị sắc đẹp của anh ta mê hoặc được mặc dù tên của chồng cô giống tên của vị tổng giám đốc trước mặt này tuy anh ấy không được đẹp trai như anh ta nhưng thẩm khanh khanh cô tuyệt đối không phải người đứng núi này trông núi nọ không thể phản bội hôn nhân của chính mình được đi thôi em yêu nếu em không ngại đổi em thành bữa trưa thì tôi đồ vô liêm sỉ lăng duy khiết anh đừng nghĩ anh là tổng giám đốc thì tôi phải nhịn anh nếu còn có lần tiếp theo tôi khanh khanh ấp úng hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào để đáp trả anh ta em nói đi tôi không ngại em ăn miếng trả miếng ý cười trong mắt của lăng duy khiết càng sâu đôi con người tỏa ra ánh sáng rực rỡ trói mắt lăng duy khiết tôi nói lại lần nữa tôi đã kết hôn rồi hơn nữa thẩm khanh khanh định nói mình đã là mẹ của hai đứa trẻ nhưng nhìn biểu cảm của lăng duy khiết cô quyết định từ bỏ anh ta chỉ là một tên công tử nhà giàu Loại người này giảng đạo lý cũng vô dụng Chỉ cần sau này giữ khoảng cách với anh ta là được Khanh Khanh Em muốn đứng ở đây để thảo luận với tôi về vấn đề nè Định dùng cái bụng đói thảo luận xem Có muốn làm bạn gái của tôi nữa không ư ừ. Thầy Khanh Khanh giận dữ như vậy Tâm trạng của đang Duy Khiết lại tốt vô cùng Anh thực sự không ngờ rằng Chia cách 5 năm Thẩm Khanh Khanh vẫn nhớ Mình là người phụ nữ đã có chồng nếu đã như vậy người bạn gái này anh càng muốn được lăng duy khiết hôm nay chúng ta nói rõ ràng giữa chúng ta chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới tuyệt đối không thể có loại quan hệ thứ hai thẩm khanh khanh tức giận chừng mắt nhìn lăng duy khiết anh vốn chỉ coi cô là con mèo đang giơ nanh múa vuốt mà thôi không hề để tâm chút nào ngược lại còn ôm eo cô đi vào thang máy tiếp đó là lên xe đến lúc đến ngoài nhà hàng Khanh Khanh mới kinh ngạc nhận ra mình đã bị anh ta làm cho tức giận tới mức mất đi lý trí rồi. Đây là lần đầu tiên có người có thể làm cô mất kiểm soát đến như vậy. Sau khi Khanh Khanh nhận thức được sự bất thường của mình, cô uống liên tục mấy cốc nước, sau đó lạnh mặt nhìn Lăng Duy Khiết. "Khanh Khanh, tuy rằng dáng vẻ em tức giận rất rung động lòng người, nhưng tức giận không tốt cho sức khỏe. Được làm bạn gái tôi là xui xẻo đến vậy hả?" Lăng Duy Khiết nhìn Khanh Khanh, uống từng ngụm nước rồi cười nói. Tổng giám đốc, nếu anh còn nhắc tới hai chữ bạn gái nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Khanh Khanh thật sự rất muốn hất nước lên mặt anh ta. Cô không ngờ tính tình mình tốt như thế, mà lại gặp phải cái tên tổng giám đốc lưu manh lại không kiềm chế nổi. Lăng Duy Khiết không giải thích. Coi như bữa cơm này là bữa cơm thứ hai, vợ chồng bọn họ nghiêm túc ăn cùng nhau. Lần đầu tiên chắc là bữa sáng 5 năm trước sau khi nhận giấy kết hôn Anh nhìn Khanh Khanh Khác biệt rất lớn Rất khó tưởng tượng Cô và cô gái vừa có chút ngượng ngùng Vừa có chút căng thẳng 5 năm trước lại là một Khanh Khanh Chồng em nhất định là đối với em tốt lắm Để làm dịu bầu không khí Lăng Duy Khiết cố tình nói Đương nhiên rồi Khanh Khanh ngớ ra Cô không nghĩ Lăng Duy Khiết lại đột ngột đổi đề tài nhưng nhìn bộ dạng của anh ta chắc là không có ý gì khác cả. Sắc mặt cô khá hơn một chút. Có thể kể cho tôi, anh ta theo đuổi em thế nào không? Hoặc là kể xem anh ta cầu hôn em thế nào ấy? Lăng Duy Khiết vừa cắt bít tết vừa giả bộ tùy ý hỏi. Tổng giám đốc, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi tin rằng chuyện này không có chút liên hệ nào với công việc cả. Khanh Khanh vừa mới thả lỏng cơm mặt, lúc này lại căng lên. Ok chúng ta ăn cơm. Lăng Duy Khiết cười, từ biểu cảm của Khanh Khanh, không có để đoán ra, mấy năm nay cô ấy không có bạn trai. Nghĩ như vậy trong lòng anh càng vui mừng. Tổng giám đốc, anh đã quấy nhiễu tôi. Tôi cảm thấy giữa chúng ta, ngoại trừ quan hệ xếp và nhân viên, thì không có quan hệ nào khác nữa. Hy vọng tổng giám đốc không cảm. Bữa ăn này tôi mời. Cảm ơn hôm qua tổng giám đốc đã chiều cố. Khanh khanh không đậu giao đĩa đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Lăng Duy Khiết không ngăn cô lại, ngay cả nói cũng không, Tẩm khanh khanh như vậy mới là người con gái của anh, anh càng lúc càng mong đợi. Hôm nay tâm trạng của Lăng Duy Khiết cực kỳ tốt, một mình ăn hết phần cơm của hai người, thời điểm quay về phòng làm việc, anh không đi quấy rầy Khanh Khanh nữa. Anh tiên lúc này Khanh Khanh nhất định không muốn nhìn thấy anh. Đến cuối tuần này lăng duy khiết mới tiến hành hành động lần nữa anh không muốn trực tiếp làm sáng tỏ thân phận anh muốn để khanh khanh yêu anh trước sau đó mới triển khai bước kế tiếp là tỏ tình chẳng qua bây giờ hình như độ khó của việc này rất lớn khi anh tới gõ cửa nhà khanh khanh cô còn không cho anh vào cửa nữa khi tiếng gõ cửa vang lên khanh khanh hơi chần chừ nhìn từ mắt mèo ra ngoài thấy lăng duy khiết thì lập tức không quan tâm nữa Lăng Duy Khiết không biết làm sao, đành gọi điện thoại. Khanh Khanh nhìn số điện thoại của anh thì trực tiếp tắt máy. Lăng Duy Khiết thở dài, đặt bó hoa hồng vào tờ giấy ngoài cửa. Anh có dự cảm chút nữa Khanh Khanh nhất định sẽ ra ngoài. Lăng Duy Khiết không tiếp tục đợi, anh không muốn để Khanh Khanh ác cảm mà phải để cô dần dần thích anh. Tuy là hai người đã kết hôn rồi, thậm chí đã có quan hệ vợ chồng, nhưng thời gian quen biết chưa đến 100 tiếng, anh thực sự chẳng dám tự tin. Dáng vẻ trước đây của anh đã khiến Khanh Khanh yêu anh. Về đến nhà, Lăng Duy Khiết lấy nhẫn cưới hồi đó ra, nghĩ hay là ám chỉ một chút cho Khanh Khanh, cái nhẫn này và cái nhẫn trên tay Khanh Khanh là một cặp, anh tin rằng Khanh Khanh chắc sẽ nhớ ra thôi. Kỳ thực, ngay ngày Khanh Khanh bị cảm, Lăng Duy Khiết đã tự ý quyết định đánh thêm chìa khóa rồi, sở dĩ không dùng đến là bởi vì không muốn Khanh Khanh hiểu nhầm. Anh muốn Khanh Khanh dần dần bị cảm hóa, muốn làm cô yêu mình từng chút từng chút một. Thứ hai, tại hội nghị bắt đầu đưa ra sản phẩm mới trên thị trường, Lăng Duy Khiết cố ý sắp xếp Khanh Khanh ở cạnh mình. Mấy ngày không gặp, hình như Khanh Khanh càng chói mắt hơn. Mỗi một giây đều đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Kể từ ngày biết Khanh Khanh chính là người vợ mất tích 5 năm trước của mình, mỗi lần nhìn thấy cô, trong đầu anh bất giác hiện ra khung cảnh ba ngày chiến miên kích tình ở khách sạn năm ấy. Thiết kế thẩm, lát nữa cô tới phòng tôi một chút. Trong thời gian hội nghị, biểu hiện của Khanh Khanh làm lăng siêu khiết thất vọng. Anh đã hua cái tay đeo nhẫn trước mắt cô vô số lần. Ấy vậy mà cô không có mảy may phản ứng đặc biệt nào. Được rồi, coi như là cô không nghĩ tới phương diện này. Nhưng chỉ ít, chỉ ít tên anh cũng phải làm cô suy nghĩ một chút chứ. Hay là cô đã quên cả tên anh rồi? Tổng giám đốc, xin hỏi có yêu cầu gì cần tôi làm sao? Khanh Khanh không tình nguyện đến văn phòng của Lăng Duy Khiết. Hôm nay lúc họp, tổng giám đốc cứ như bị chuột rút vậy. Nhất là cái tay kia cứ cua qua mắt cô, chắn tầm nhìn của cô. Được rồi, thẩm Khanh Khanh. Tôi không thể không thừa nhận em rất có bản lĩnh. Em đã hoàn toàn khơi dậy hứng thú của tôi. Tôi quan sát em rất nhiều ngày rồi. Sự thật chứng minh em không hề có chồng. Hàng ngày đi làm, tan làm em đều đi một mình. Hơn nữa em còn ở một mình. Hơn nữa em không có bất cứ thứ gì chứng minh em đã kết hôn. Lăng Duy Khiết cố ý khiêu khích nói. Lăng Duy Khiết, tôi không ngờ anh là loại người không biết công tư phân minh. Hiện giờ là giờ làm việc. Anh gọi tôi đến chỉ nói mấy chuyện nhạt nhẽo này à. Khanh khanh lạnh mặt, Cô ghét nhất người nào không biết công tư phân minh, nhất là những người lấy việc công làm việc tư thế này. Hử, tôi có à? Khanh khanh, em đã từng có loại cảm giác giống như đã từng quen biết chưa? Nhất là... Lăng Duy khiết khẽ thở dài, anh cũng không muốn nói cái này, nhưng trong giờ làm việc. Khanh khanh, đúng là khó chơi. Sau khi tan làm, anh không thể tìm được cô ấy. Vậy nên anh mới phải dùng tới chiêu này, huống hồ theo đuổi vợ là nhiệm vụ lớn trái tim khanh khanh trượt lạnh cảm giác giống như đã từng quen nói thật nếu anh ta không đáng ghét như hiện tại cô còn có cảm giác từng quen với anh ta nhất là nụ hôn kia giống khanh khanh nhìn ánh mắt thâm tình của lăng duy khiết mỉa mai nói tổng giám đốc anh có biết chiêu tàn gái này của anh đã lỗi thời rồi không có phải sau đó là phần chúng ta là người yêu kiếp trước không ông sai có điều phải bỏ hai chữ kiếp trước đi Chúng ta là người yêu, hơn nữa còn là vợ chồng. Lăng Duy Khiết duỗi cánh tay kéo Khanh Khanh vào lòng. Anh thấy Khanh Khanh quả thực, ngày một càng ghét anh rồi. Xem ra kế hoạch của anh phải thay đổi một chút. Vợ chồng, tổng giám đốc đại nhân, tôi nghĩ anh phải đi đăng ký khám khoa thần kinh đi. Nếu tổng giám đốc thấy ngại thì bảo thư ký la hoặc trợ lý lý giúp đăng ký lấy số cũng được. Tôi tin lời của Khanh Khanh dừng lại trên môi bởi vì Lăng Duy Khiết kéo tay cô, áp tay đeo nhẫn của hai người lại một chỗ. Khanh Khanh, em không thấy nhẫn của chúng ta là một cặp à? Lăng Duy Khiết thất bại nói, anh đã nói đến đây rồi, nếu mà Khanh Khanh còn không hiểu nữa, thì anh đành phải trực tiếp ôm Khanh Khanh lên giường ôn lại chuyện cũ thôi. Nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình thường, dùng giọng điệu vô cùng khinh bỉ nói. Tổng giám đốc, anh dùng cả cách này để lừa gái hả? Cái nhẫn này rất bình thường. Tùy tiện, kiếm một quán trang sức cũng có thể mua được. Đúng vậy, em nói không sai. Đáng lẽ lúc ấy anh phải mua nhẫn kim cương. Nhưng mà cô gái ngông nghếch ấy lại tiết kiệm tiền thay anh. Lăng Duy Khiết nói xong, rút ra một tờ hóa đơn. Đã vậy còn là của 5 năm trước. Đây là cái gì? Tay khanh khanh hơi run. Cô nhận thức được rằng có thể ngay từ đầu cô đã mất phương hướng. Em cứ xem xem rồi chẳng phải sẽ biết sao." Lăng gì khiết dụ dỗ nói, mặc dù anh có rất nhiều cách, thậm chí là trực tiếp lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, nhưng mà anh cho rằng làm như này sẽ tốt hơn. Nếu đột ngột rút giấy chứng nhận kết hôn ra, sợ là Khanh Khanh không chịu nổi đả kích. Đây là ngay cả môi Khanh Khanh cũng đang run rẩy. Đây hóa ra là đơn của 5 năm trước, địa chỉ bên trên số tiền bên trên gõ từng cái từng cái lên ký ức đã phủi bụi của cô người đàn ông trước mắt với người đàn ông năm năm trước không sai tên bọn họ giống nhau nhưng mà khuôn mặt lại khác nhau cả vạn dặm khanh khanh lẽ nào không phải em quay về để tìm anh hả lăng duy khiết nói lăng duy khiết anh anh là lăng duy khiết nào đến lúc này khanh khanh vẫn có chút không tiếp nhận nổi không thể tin khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn tự tin trước mắt và khuôn mặt đầy dâu chán trường khi ấy là một. Năm năm trước, ở thành phố B, có một cô gái cầu hôn anh trên đường. Sau đó còn kéo anh tới cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Anh về nhà cùng cô ấy, nhưng cô ấy lại khóc lóc chạy ra ngoài. Về sau, bọn anh chạy qua tuần trăng mực trong khách sạn. Ba ngày sau, anh đi cạo khuôn mặt dâu ria của mình, muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Nhưng không ngờ, giọng lăng duy khiết trầm thấp, chậm rãi kể lại câu chuyện năm năm trước của hai người. Nước mắt khanh khanh như ngọc trai rơi xuống tí tách. Không thể nào. Khi ấy, lăng duy khiết không phải như thế này. Anh không thể là anh ấy được. Khanh khanh rất khó chấp nhận người đàn ông trước mặt mình chính là người đàn ông đã kết hôn với mình năm năm trước. Vậy nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Khuôn mặt này chẳng trách lại có chút thân quen đến vậy. Hóa ra, duệ duệ và lâm lâm giống anh ấy đều do cô ngu ngốc trước đây chỉ thấy khuôn mặt này có chút quen quen tại sao lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ anh khanh anh thực sự là lăng duy khiết giấy chứng nhận kết hôn 5 năm trước của chúng ta vẫn còn anh khanh anh chỉ cạo râu hồi đó đi thôi lăng duy khiết giải thích lần nữa anh đã đi đâu em ở khách sạn đợi anh một tuần sau đó lại đợi anh thêm một tháng nữa nhưng mà chẳng có tin tức nào của anh cả anh đã đi đâu vết thương nằm dưới đáy lòng như đột ngột bị xé toang ra người ta tưởng chỉ ba ngày không có gì đáng to tát ngay cả bản thân cô cũng không biết sau ba ngày chia cách lại có vết thương lớn đến vậy năm năm này cô một mực đè nén nỗi đau xuống tận đáy lòng đến nay nhìn thấy anh lồng ngực lại giống như bị ai đó đấm giữa đám đông nếu như nếu như năm năm trước anh ấy đứng trước mặt mình như vậy chỉ sợ cô cũng không nhận ra khanh khanh anh xin lỗi lúc đó trong nhà anh xảy ra chút chuyện đợi đến lúc anh xử lý xong mọi chuyện rồi quay về thành phố b tìm em thì em đã đi rồi khanh khanh mấy năm này em sống có tốt không đang duy khiết ôm khanh khanh vào lòng nhìn thấy nước mắt của khanh khanh trong lòng anh có phần chua sót anh lừa em năm năm rồi nếu anh thực sự có lòng thì đã sớm tìm được em. Khanh Khanh mạnh mẽ đẩy Lăng Duy Khiết ra, dùng đôi mắt đẫm lệ lên án anh. Năm năm rồi, anh biết nhà cô ở đâu. Kể cả cô có đi nơi khác, chỉ cần hỏi bố mẹ cô là anh sẽ biết được. Năm năm rồi, nếu anh có lòng thì đã sớm tìm thấy cô. Làm gì còn phải đợi cô về nước tìm nữa. Khanh Khanh, anh từng tìm rồi. Không tin em có thể đi hỏi bố mẹ em bọn họ nói rằng em đã đi tìm bố mẹ ruột bọn họ cũng không biết em đang ở đâu khanh khanh tuy rằng hôn nhân của chúng ta khi đó có chút khó tin nhưng trong lòng anh em chính là vợ của anh chúng ta bắt đầu lại lần nữa nhé lăng duy khiết nhìn khanh khanh trong lòng bất an tựa như đang đợi bị tuyên án vậy vậy bây giờ thì sao từ lúc nào anh biết em là thẩm khanh khanh kia hai mắt cô đẫm lệ nhìn tình hình hôm nay có lẽ lăng duy khiết đã sớm biết cô là ai rồi nhưng mà mấy ngày nay anh ấy lại chưa từng nói rõ mà lại đổi sang phương án chơi đùa cô khanh khanh em nghe anh giải thích tuy là từ đầu anh đã cảm thấy em rất quen nhưng anh lại không dám chắc chắn sau này biết rồi thì anh muốn muốn theo đuổi em một lần nữa để em chấp nhận anh thật lòng vì vậy khanh khanh lăng duy khiết muốn giải thích với khanh khanh nhưng cô chỉ lắc đầu la ra khỏi phòng làm việc của anh. Đây là lần đầu tiên Khanh Khanh không để ý đến giờ làm việc. Thực ra điều này không khó để tiếp nhận, cô phải vui mới phải. Nhưng nhờ tới mấy ngày gần đây, mình giống như một con ngốc bị lăng duy khiết chơi đùa, cảm xúc trong lòng không thể diễn tả ra sao. Có thể năm năm này, thứ lăng duy khiết thay đổi không chỉ là vẻ ngoài, mà còn có cả nội tâm nữa anh ấy không còn là tên lang thang đầu đường xó chợ hoặc là nói trước đây cô đã nghĩ tất cả mọi chuyện quá đơn giản khanh khanh không khỏi nghĩ năm năm trước lăng duy khiết liệu có làm giống như hôm nay không trong cô không có đáp án nhắm mắt lại nhiệt huyết tận đáy lòng chậm chậm tiêu tan mấy năm gần đây thật ra đều là cô tự lừa dối mình cô và lăng duy khiết chỉ quen biết có ba ngày thôi mà ba ngày này đa số thời gian đều chạy qua trên giường giữa bọn họ thực sự có tình cảm sao? Trong lòng cô đắng chát, bọn họ quen thuộc, thân thể nhau còn hơn cả gương mặt. Khanh khánh thẫn thở đi ra ngoài đường cả một ngày. Trong đầu đều là lăng duy khiết, nhưng lại là hai gương mặt khác nhau. Một là của năm năm trước, một là của hiện tại. Cho dù trong lòng đã biết, nhưng cô vẫn không thể hợp hai khuôn mặt đó lại với nhau. Nghĩ đến ba gương mặt giống nhau kia, cô lại không cách nào kháng cự lại, thất vọng trong lòng yêu lại từ đầu toàn bộ bắt đầu lại một lần nữa tạm thời không cần phải nói chuyện của con cho anh ấy nhưng mà như vậy thì có gì thay đổi sao giấy chứng nhận kết hôn vẫn tồn tại trên phương diện pháp luật trên thực tế hai người đã là vợ chồng rồi những thứ này hình như đã không còn ý nghĩa gì nữa chẳng lẽ phải ly hôn ư lúc này nội tâm của khanh khanh như sông quận sóng ngầm không biết nên làm thế nào mới phải cô ra ngoài lâu như vậy rồi không biết là Duy Khiết có gọi điện thoại cho cô không? Khi đó, cô chịu kích thích nên mới rời đi. Không mang theo thứ gì cả. Hai tay trống trơn cứ thế lao ra ngoài. Lúc đó không biết thì không sao. Bây giờ biết rồi mới không kìm nổi, có chút hối hận. Cô ngồi trên băng ghế dài ở công viên, nhìn người qua đường, nhìn những đôi tình nhân ôm nhau, anh khanh khanh càng do dự. Ly hôn bắt đầu lại từ đầu ư. Cô cảm thấy có phần hoang đường. Hơn thế nữa, trong lòng cô cũng rất khó tiếp nhận, cứ cho là không vì mình, nhưng sau này về nhà lại không có cách nào ăn nói với hai đứa nhỏ. Nhìn thời gian, bên ấy đã hừng đông, hai đứa chắc cũng đang dậy rồi. Khánh Khánh quyết định gọi điện thoại về hỏi ý kiến bọn trẻ. Mami ơi, con nhớ Mami lắm. Mami tan làm chưa? Người nghe điện thoại là Lâm Lâm, tuy là con trai, nhưng nó khá thân thiết với cô mẹ ta làm rồi tiểu lâm tiểu duệ có ở cạnh con không giọng khanh khanh hơi run dù sao đi chăng nữa cũng không thể trực tiếp cho hai đứa biết được nếu không hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ mặc kệ hết thảy mà bay qua bên này tiểu duệ mẹ kêu anh này khanh khanh nói xong thấy đầu bên kia tiếng tiểu lâm gọi anh bởi vì hai đứa chỉ xin cách nhau hơn mười phút thôi nên chúng thường trực tiếp gọi tên đối phương. Ngốc nghếch, em ấn loa ngoài là được rồi. Tiểu Duệ chạy đến, gõ cho em trai một cái. Mami ạ, à, bao giờ Mami về thế? Mami ở bên đó có khỏe không? Sếp có bắt nạt Mami không? Tiểu Duệ nói chuyện như người lớn. Mấy câu quan tâm này làm hốc mắt của Khanh Khanh đỏ lên. Mami rất khỏe. Mami cũng rất nhớ tụi con. Mami không ở bên cạnh hai đứa. Hai đứa có tự biết chăm sóc bản thân không vậy? Có gây thêm phiền toái cho chú Diêm không? Giọng khanh khanh hơi khàn. Làm thế nào cô không hỏi vấn đề kia ra được? Mami, bọn con ngoan lắm. Hôm nào cũng đi học đúng giờ. Sau khi về cũng rất ngoan. Còn giúp chú Diêm làm việc nhà nữa. Nếu là Mami nhớ tụi con, thì về thăm tụi con đi. Nếu không, con với Tiểu Lâm đi thăm Mami cũng được đến em rồi anh nói nhiều quá mami con cũng rất ngoan con còn giúp chú Diêm lau bàn đầu kia điện thoại truyền tới tiếng của hai đứa trẻ tranh giành nhau mỗi lần nghe tới trong lòng của khanh khanh đều cảm thấy vô cùng vui mừng cực kỳ hạnh phúc chỉ có duy nhất một điều nối tiếc đó chính là từ khi hai đứa sinh ra đến nay đều không thể cho tụi nó gọi một tiếng bố tiểu duệ tiểu lâm hai đứa có muốn đắt đi không Khanh khanh tràn đầy ánh náy hỏi hai đứa. Mami, có phải Mami có chú nào thích không? Tiếng tranh giành đầu bên kia điện thoại lập tức ngừng lại. Sau đó, giọng hai đứa đồng thời vang lên. Không phải, Mami chỉ cảm thấy nên cho tụi con một đắt đi. Nhưng mà lại không biết tụi con có thích đắt đi như thế nào. Khanh khanh lau nước mắt, cười nói hỏi hai đứa. Mami, không cần lo cho tụi con, chỉ cần chú ấy đối xử tốt với mami có thể chăm sóc mami là được. đương nhiên là nếu đẹp trai một tẹo thì càng tốt. mami không phải mami nói đã đi của tuổi con vẫn còn sống sao? tại sao vẫn còn muốn tìm đắt đi mới thế ạ? À? ngốc nghếch nếu đắt đi đối xử tốt với mami sao còn để mami một mình sinh chúng ta, nuôi chúng ta chứ? đầu kia điện thoại lại truyền đến tiếng con trai nhắc nhở cũng đúng từ lúc bọn mình sinh ra chưa nhìn thấy đắt đi bao giờ mami vậy mami cứ tìm cho tụi con một đắt đi đi nếu chú ấy có đẹp trai một chút nhưng nhất định không được đẹp trai hơn duệ duệ cũng không được đáng yêu hơn duệ duệ phải không ngốc nghếch mami chọn chú nào cũng được chỉ cần đừng ngốc như tiểu duệ là được được mami hiểu rồi nếu có một chú như vậy mà mi nhất định sẽ mang chú ấy về cho các con xem xét các con bảo được mới được anh khanh cười trong lòng hạ quyết tâm nếu hai đứa nó đã đồng ý vậy thì tại sao cô lại cứ giam mình trong cái tình cảm ba ngày kia chứ đoạn tình cảm ba ngày đó không chống lại được dòng chảy thời gian năm năm nếu lăng duy khiết thực sự vẫn còn cảm giác với cô xét trên phương diện anh ấy là bố bọn trẻ thì cô sẽ cho anh ấy một cơ hội một cơ hội theo đuổi cô lại từ đầu nhưng chuyện của hai đứa nhỏ thì cô không định nói cho anh luôn. Đợi sau khi cô xác định lại tình cảm của anh, đến lúc đó cho anh một bất ngờ cũng không muộn. Chỉnh đốn lại cảm xúc, Khanh Khanh quyết định về nhà. Lúc này đã quá giờ tan làm rồi, về lại công ty cũng chẳng có ích gì nữa. Lang thang ở bên ngoài ủ rũ cả ngày trời mệt lắm rồi. Cô vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì tốt hơn, ngày mai ăn phận đi làm là ổn. Ở nhà của Khanh Khanh, Lăng Duy Khiết không ngừng chuyển động di động trong tay. Anh đến đây từ trưa, đã gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Anh cứ nghĩ Khanh Khanh đang giận dỗi nên gọi điện cho cô ấy, nhưng không ai trả lời. Dưới tình hình đợi rất lâu, không có ai mở cửa, anh đánh liều tự đi vào. Nhìn căn nhà trống không anh mới nhận ra, Khanh Khanh vẫn chưa về nhà. Muốn ra ngoài tìm cô, nhưng lại không biết đi đâu tìm. Đợi đến 3 giờ chiều, anh không đợi nổi nữa lại gọi điện thoại cho Khanh Khanh, nhưng vẫn không ai nhận. Anh hơi sốt ruột, mãi mới nghĩ ra có thể Khanh Khanh quên không mang theo điện thoại. Theo lý, Khanh Khanh mới về nước, trước khi ra nước ngoài ở lại thành phố B, nên nơi này chắc cô không có bạn bè nào cả. Uống hổ hôm nay là ngày làm việc, không phải cô đã ra nước ngoài tiếp rồi chứ. Nghĩ một hồi, Lăng Duy Khiết gọi một cú điện thoại về công ty. Sau khi chắc chắn Khanh Khanh vẫn chưa về công ty, xong anh mới quyết định đợi tiếp tuy nhiên cứ đợi thì chỉ tổ suy nghĩ linh tinh anh dứt khoát đi tới siêu thị mua một chút thức ăn về nhà anh nghĩ chắc khanh khanh cũng không có tâm trạng nào ăn cơm ngoài vậy nên anh đành làm cơm đợi cô ấy về có thể sau khi nhìn thấy cô ấy sẽ vui không giận nữa cũng nên lúc khanh khanh kéo lê thân thể mệt mỏi của mình về nhà theo thói quen nhìn lên lầu một cái cô lập tức thiết lặng tại sao phòng mình lại sáng đèn chẳng lẽ lúc sáng đi không khóa cửa khả năng này không lớn uống chi lúc cô đi trời đã sáng rồi cô cũng đâu có bật đèn hay là trộm cơ mà cô mới dọn đến không lâu cho dù có trộm đến cũng thất vọng mà ra ngoài thôi kệ đi không nghĩ nữa cứ lên rồi biết có lẽ ở nước ngoài đã lâu khanh khanh không nghĩ tới chuyện quá nguy hiểm sau khi lên tầng nhìn cửa nhà vẫn khóa, không có dấu vết bị cậy cửa. Chút căng thẳng vừa xong thoáng chốc biến mất. Khanh khanh mở cửa ra, không để ý tới phòng làm việc vẫn còn sáng đèn. Cô đi loanh quanh bên ngoài cả một ngày trời rồi nên rất mệt. Sau khi về, cô trực tiếp ngả lên sofa. Hôm nay, chịu kích thích chạy khỏi công ty, lang thang cả ngày bên ngoài, thứ giác của Khanh Khanh dường như không nhạy bén nữa. Cô không để ý tới mùi thơm nước ở trong nhà, nằm thẳng đuột lên sofa. Lăng Duy Khiết trong phòng bếp lại không nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc anh mang thức ăn ra ngoài, nhìn thấy Khanh Khanh nằm trên sofa, anh hơi ngạc nhiên, đồng thời sự vui mừng cũng lan trên mặt. Vợ ơi, em về rồi à? Một tiếng vợ làm Khanh Khanh đang nằm trên sofa giật bắn lên. Lăng Duy Khiết, anh... Sao anh lại ở nhà tôi? Lăng Duy Khiết, cô nhìn anh đang đeo tạp dề, mắt trợn tròn hỏi vợ à em ở bên ngoài cả ngày cũng đói rồi chúng mình rửa tay ăn cơm rồi nói chuyện sau nhé lăng duy khiết cười khẽ đi đến dỗ dành như trẻ con kéo khanh khanh vào nhà vệ sinh cô vẫn còn chưa tỉnh lại trong khiếp sợ đã bị anh dắt vào nhà vệ sinh cho đến khi nước chảy lên tay cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại lăng duy khiết tại sao anh lại ở trong nhà tôi khanh khanh dùng lực ruột tay lại trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười đang đánh đòn của lăng duy khiết anh lo cho em nên qua đây tìm em nhưng gọi điện thoại không có ai nhận gõ cửa không ai bảo gì anh hơi lo nên tìm thợ phá khóa lăng duy khiết hơi run thầm nghĩ bây giờ dù thế nào cũng không được để khanh khanh biết mình lén đánh thêm chìa khóa nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm ai cho phép anh đến nhà tôi ai cho phép anh tự tiện làm chủ anh đi đi anh đi đi khanh khanh chỉ rửa tay nén không để mình khóc đuổi lăng duy khiết ra ngoài khanh khanh anh biết anh sai rồi lúc anh nhận ra em anh mới nói cho em biết nhưng mà khanh khanh trước khi em kết án anh có thể cho anh giải thích được không lăng duy khiết chưa từng thấy khanh khanh nổi giận đây là lần đầu tiên khuôn mặt không có ý cười kia khiến anh rất lo lắng lăng duy khiết không có gì phải giải thích hết thật ra đã 5 năm rồi hôn nhân của chúng ta thực chất đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi hoàn toàn có thể viết đơn ly hôn. Lúc Khanh Khanh nói ra câu đó và suy nghĩ lúc trước khi về nhà hoàn toàn là hai ý niệm. Cô tức chủ yếu là do Lăng duy khiết, không mời mà đến. Hơn nữa còn gọi người tới phá khóa nhà cô. Nếu không nghĩ tới quan hệ vợ chồng, quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người, cô hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Nhưng giờ cô đã giữ thể diện cho lăng duy khiết lắm rồi. Anh Khanh, em không thể ly hôn được. Tuy thời gian đã qua 5 năm rồi, nhưng trong 5 năm này, anh luôn nhớ anh là người đã kết hôn, chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến quan hệ hôn nhân của chúng ta. Trên thực tế, kể từ khi em mất tích, anh vẫn luôn tìm em. Em không thể vì chuyện hôm nay mà phán anh tội trung thân được. Lăng Duy khiết kích động, không ngờ Khanh Khanh hoàn toàn không hiểu tất cả sự cố gắng của anh. Nghe thấy Lăng Duy Khiết nói, đến tội trung thân khanh khanh sững lại nhìn thấy anh kích động như vậy trong lòng cô lại có chút vui sướng nho nhỏ nhưng quả thực hôm nay anh đã tự ý xông vào nhà dân thế này là anh đã phạm pháp rồi thế lăng duy khiết kích động khanh khanh bình tĩnh lại cô vừa dùng khăn lau tay vừa nói đúng là anh sai hôm nay sau khi em đi anh không tìm em được gọi cho em lại không ai nghe máy anh rất lo thấy giọng khanh khanh đã trở nên mềm mỏng hơn. Lăng Duy Khiết thầm thở vào, nhẹ nắm lấy cánh tay của khanh khanh giải thích. Thời lượng của tập truyện ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Có vẻ như cô gái khanh khanh của chúng ta đã dần nguôi giận. Một tập truyện rất đáng để mong đợi phải không nào? Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở tập kế tiếp trên kênh HT Chuyện Ngôn Tình nhé. Bye bye <laughs> mọi người.